Mối tình trọn đời. Tập 18. Thưa phu nhân, mấy chuyện này để em làm cho. Không sao đâu, vận động một chút cũng tốt cho lúc sinh con mà. Mấy việc này cũng không phải là việc nặng gì. Nếu không thì... Thiếu phu nhân, thiếu gia lại nhìn lén cô kìa. Lúc nãy còn đứng ở đó, sao lại không có vậy? Xuân Lan, đừng chọc ta nữa. Không, vừa rồi em thấy cậu đứng ở đó mà. Chỉ quà anh ấy bận như vậy, sao có thể tới thăm ta được? Phải rồi Xuân Lan, hôm nay ta muốn làm một ít bánh, em mang cho Ái Châu, Ái Lệ và Ái Linh giùm ta nhé. Dạ. Mẹ, đây là canh gừng nấu đường phèn con làm cho mẹ đi. Con bỏ thêm táo đỏ và tắc. Người ta nói mùa đông nên uống mấy thứ này để chống bệnh phong hàn. Vậy hả? Mẹ nếm thử. Mẹ, coi chừng nóng đó. Nếu không phải vì Thụ Trung và Thụ Hiếu đang ngủ, con sẽ ẵm tụi nó đến đây thăm mẹ. Tụi nó rất thích chơi với bà nội. Hôm đó hình như Thụ Hiếu kêu tiếng bà nội đó. Thật sao? Hay quá đi. Không uổng công mẹ yêu thương tụi nó. Sao vậy? Có tâm sự sao? Mẹ, tuy tính khí con không tốt, tính tình nóng nảy, nhưng con cũng có nỗi khổ riêng. Trước giờ trong lòng Chí Hòa thì không có con. Con cũng muốn sống vui vẻ với anh ấy, là một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng có mấy ai chịu được sự lạnh nhạt của chồng mình? Chí Hòa thường đến hậu viên nhìn Thu Cầm. Con thấy con thì giống như thấy ma vậy. Con có thể chấp nhận được không? Cuộc đời còn lại con nương tựa vào ai đây? Con nói Chí Hòa lén gặp mặt Thu Cầm. Họ thường xuyên gặp nhau. Lần trước Chí Hòa hôn Thu Cầm, còn bị con nhìn thấy. Mẹ, để tình Thụ Trung và Thụ Hiếu, mẹ phải giải quyết cho con. Con đứng lại cho mẹ. Tới phòng mẹ chưa được một phút là đi ngay. Chẳng trách không tới chỗ Lệ Hồng. May mà Lệ Hồng là người vợ chính thức con cưới về, sinh cho chúng ta hai đứa cháu nội. Sao con không biết quý trọng hả Chí Hòa? Chí Hòa, chuyện con uống rượu mẹ không tính, nhưng từ nay về sau mẹ không cho phép con gặp Thu Cầm nữa. Phải chăm sóc Lệ Hồng, con nghe không? Thiếu gia, cậu sao vậy? Đi tìm Xuân Lan chăm sóc cho Thu Cầm. Giờ cô đang mang thai, cần được chăm sóc. Cô muốn cái gì thì mua cho cổ. Tiện thể mua một ít đồ bổ. Tất cả chi phí để tôi trả. Con đứng đó làm gì? Tôi cảm ơn thay cho thiếu phu nhân. Tôi mong thiếu gia và thiếu phu nhân có thể vui vẻ như xưa. Thiếu phu nhân cổ là người tốt. Kêu anh đi làm thì đi làm đi, đừng nói nhiều nữa. Nhưng mà thiếu gia, thiếu phu nhân tốt với cậu như vậy, cổ đủ rồi. Kêu anh làm thì đi làm đi, tôi đã đủ phiền rồi. Đi đi. Sao
Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, con canh gà nóng đây. Thiếu gia đặc biệt kêu làm đó, nhìn đi. Chiếc quà, phải đó, phải đó. Còn nữa, mấy đồ bổ trên tay tôi là do thiếu gia dặn mua. Đây là nhân sâm, yến sào. Còn có cái này nữa, anh mau mang về trong đi. Để mỗi ngày em nấu cho thiếu phu nhân ăn, thiếu phu nhân sẽ biết thôi. Tại sao đột nhiên chiếc quà lại có hành động như vậy? Có phải anh ấy không thể nào thông cảm với ta? Tiểu phu nhân, cô đã hiểu lầm thiếu gia rồi. Có mấy lần em nhìn thấy cậu đứng nhìn cô sau hậu viên, chỉ là không dám nhìn trước mặt cô. Thiếu gia thật sự rất quan tâm cô. Phải đó, phải đó. Có lẽ thiếu gia chỉ làm theo lệnh của lão phu nhân thôi, nên không thể công khai quan tâm chăm sóc cô. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng muốn tụi này giúp đỡ cô. Bấy nhiêu đó cũng có thể nhìn thấy thiếu gia rất có lòng với cô. Đúng đó, đúng đó, thiếu phu nhân. Cảm ơn ông trời, cuối cùng người tốt cũng được báo đáp. Thiếu phu nhân, những ngày tháng cực khổ của cô sắp qua rồi. Thiếu gia, tôi về rồi. Anh về rồi hả? Ngồi đây đi. Được. Mẹ anh sao rồi? Coi anh nóng ruột kìa. Không có gì, mẹ tôi vẫn khỏe, không còn nguy hiểm gì nữa. Mẹ tôi muốn tôi cảm ơn sự quan tâm của anh. Mỹ Huệ cũng hỏi thăm anh. Thiếu gia, anh không sao chứ? Còn không biết mang quà về cho người ta nữa. Thật là nhỏ mọn. Uổng công em ở đây vì anh bán mạng lấy lòng bà mẹ chồng, giúp anh tạo mối quan hệ. Anh còn không biết đối xử tốt với em một chút. Thật không có lương tâm. Em biết cái gì? Lần này anh đâu có về nhà. Cái gì? Vậy ba ngày nay anh đi đâu? Có phải anh có người đàn bà khác bên ngoài không? Sao em có thể nghĩ chuyện bậy bạ vậy được chứ? Vậy anh nói đi, rốt cuộc mấy ngày nay anh đi đâu? Anh không đi đâu cả. Ba ngày nay anh đều trốn trong khách sạn. Nhưng cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một mưu kế rất hay. Có thể nhanh chóng lấy hết toàn bộ tài sản của Giang gia. Những chuyện lúc trước anh làm chỉ là mấy thứ lặt vặt. Lần này anh phải nhổ tận gốc. Mẹ nuôi, bây giờ làm ăn mọi người đều phải cạnh tranh. Hiệu buôn Thuận Phúc chúng ta làm ăn theo mô hình cũ, trong kinh doanh cũng thuộc vào dạng có tiếng tăm. Chỉ là Xuân Lan, con lui ra đi. Có gì nói đi. Cây to thường đón gió lớn mà. Làm ăn là phải như vậy. Vốn dĩ kẻ thắng thì làm vua. Hiệu buôn Thuận Phúc chúng ta có được khả năng này, không sợ người ta nói này nói nọ. Nói vậy cũng không sai. Nhưng mà mẹ nuôi, nếu làm ăn được phát đạt, mà đụng phải cơ quan chính quyền tra mấy chuyện thuế má, chuyện này mẹ cũng biết là phải lo chạy chọt. Nói tóm lại là phiền phức rồi phải không? Con đã hỏi qua người ta. Bây giờ có rất nhiều công ty đều dùng phương pháp này để trốn thuế. Nói nghe thử. Lập một công ty con. Con đề nghị dùng tên của Chí Hòa để lập thêm công ty. Một số khách hàng của chúng ta có thể chuyển đến công ty của Chí Hòa. Họ vẫn có thể tiến hành giao dịch với hiệu buôn chúng ta. Như vậy về kinh doanh có thể phân tán được rủi ro. Sổ sách có thể ghi nợ cho nhau. Mẹ nói có phải không mẹ nuôi? Về danh nghĩa, đây là công ty của Chí Hòa, không liên quan gì đến Thuận Phúc hết. Nhưng thực tế lại là công ty con của hiệu buôn chúng ta. Việc chuyển tiền vào hiệu buôn thì danh tiếng của hiệu buôn chúng ta dễ dàng bị điều tra. Nhưng nếu chuyển sang tài khoản của công ty con thì có thể giảm bớt lo ngại này.
Kiến Hào, mẹ thấy con quả là có đầu óc làm ăn. Con lại có lòng với Giang gia như vậy, mẹ sẽ không tệ bạc với con. Cảm ơn mẹ nuôi quá khen. Chuyện này con cứ an tâm đi làm đi. Dạ. Mẹ, lần trước mình bỏ lỡ không đi thắp hương, con làm mẹ tức đầy bụng. Hôm nay con đi lại Bồ Tát với mẹ, xin Bồ Tát cho Giang gia chúng ta hưng thịnh, sức khỏe mẹ dồi dào, phù hộ thụ trung thụ hiếu, càng ngày càng khỏe mạnh, được không mẹ? Được, được. Xin cho Chí Hòa và anh họ con được may mắn, hy vọng công ty chúng nó mới thành lập được phát triển, cả nhà chúng ta được bình an. Cảm ơn mẹ. Cái này cho Chí Hòa. Sao lại có con dấu của hai công ty? Đây là Thuận Hòa, là công ty của Chí Hòa. Công ty Hào Bá là công ty riêng của anh. Anh cũng mở công ty riêng làm gì vậy? Mở công ty đương nhiên là làm ăn rồi. Em không cần phải lo nhiều vậy. Tới khi đó em hưởng phúc là được rồi. Đương nhiên rồi. Anh có người ta bây giờ ngoan như vậy, rất ngoan hiền trước mặt của lão phu nhân. Bây giờ em còn có chừng thủ trung nữa. Tốt, anh biết em vất vả, em đừng kể công nữa. Cứ ghi nhớ lời anh nói là được rồi. Cảm ơn em nha. Có điều lòng em vẫn thấy tức. Kiến Hào, khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi bà già chồng chết tiệt đó, cho bà đẹp mặt luôn. Sắp rồi, sắp rồi. Giang gia sắp tiêu rồi, em nhẫn nại đi. Bây giờ Hiểu Buôn Thuận Phúc chỉ còn lại phân nửa tài sản thôi. Lần này dùng tên của Chí Hòa thành lập công ty Thuận Hòa. Hiểu Buôn Thuận Phúc trên thực tế chỉ là cái vỏ không thôi. Vậy không phải còn công ty Thuận Hòa sao? Cái công ty đó thế nào cũng đóng cửa thôi, không có hy vọng gì đâu. Kiến Hào, cô Trương, ông chủ, lần này tôi sẽ liên tục chuyển tiền về công ty, mỗi lần đều phải do tôi xác nhận, không được để sơ sót lần nào hết, có hiểu không? Hiểu rồi ông chủ. Hiểu Buôn Hào Bá, Kiến Hào lập công ty riêng. Công việc ở công ty chúng ta rất đơn giản, không có kinh doanh gì hết, chủ yếu là nhận chuyển khoản, cho nên tôi chỉ cần thuê một mình cô để xử lý công việc sổ sách, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót. Biết rồi ông chủ. Sau này nhất định ta sẽ nói với con mình, đôi giày nhỏ này là của dì Xuân Lan thêu cho nó. Thật ra chuyện này có đáng gì đâu, những cô gái ở trong thôn tụi em đều biết thêu hết, đâu có tài giỏi gì. Hôm qua Ái Châu lúc lén vào thăm chị đã nói, cái hầu bao dì Xuân Lan thêu là đẹp nhất trên đời.
Con nói sau này lớn lên sẽ theo em học thêu hầu bao nữa. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, có chuyện gì chạy gấp vậy? Tôi phát hiện một bí mật động trời. Thiếu gia, đây là con dấu của công ty Thuận Hòa, anh giữ đi. Dẫu sao công ty này cũng không có mối quan hệ kinh doanh chính thức gì. Nhưng mà thiếu gia, không thể nói như vậy được. Đây cũng là con dấu của công ty mà. Anh cất đàng hoàng đi. Nói thật ra, tôi không rành về kinh doanh lắm. May mà có anh và Thu Cầm giúp, nên tôi mới may mắn như vậy. Vậy sao, Giang Chí Hòa? Số phận may mắn của người sắp đến ngày tận số rồi. Cái gì? Anh nói Kiến Hào thành lập công ty riêng bên ngoài. Phải đó, chính mắt tôi nhìn thấy. Kêu là Hào. Phải, là công ty Hào Bá. Gan anh ta cũng không nhỏ. Chẳng lẽ muốn xưng bá sao? Tôi thấy là bên trong nhất định có mưu đồ. Thu Cầm, có những chuyện không thể nhìn biểu hiện bên ngoài. Có những người sống lâu ngày mới biết mục đích của họ là gì. Thiếu phu nhân, cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Tôi nghĩ chuyện này anh đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Lần trước anh vì chuyện của Kiến Hào và Lệ Hồng suýt chút không thể ở lại Giang gia. Tôi nghĩ lần này anh không nên dây dưa vào. Còn nữa, trước khi chưa có chứng cứ, chúng ta không nên manh động. Dạ, thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân. Kiến Hào. Kiến Hào. Thu Cầm đang kêu ngoài cửa kìa. Nhị thiếu phu nhân, đuổi cô ta đi là được rồi. Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân, tôi mang tới một ít bánh cho cô nè. Tôi đang ngủ trưa, tôi không ăn. Chị về đi. Tôi về đi. Không được, anh phải mau về thôi. Tránh lộ mối quan hệ của hai chúng ta. Không biết Thu Cầm có nghi chúng ta không? Kiến Hào, lần trước chuyện của Hữu Thành, lão phu nhân đã xác nhận quan hệ anh em họ của chúng ta. Còn ai dám nói này nọ nữa? Hơn nữa bây giờ ở Giang gia, Thu Cầm bị xem là người ngoài rồi. Lão phu nhân sẽ tin cô ta sao? Em thấy chúng ta không cần phải sợ cổ. Kiến Hào và Lệ Hồng quả nhiên, quả nhiên là... Kiến Hào, sao hả? Vừa rồi có người phải không? Dáng người đó chính là Thu Cầm. Vậy làm sao đây? Cô ta có nhìn thấy gì không? Lần trước anh mua chuột A Kim lại không đuổi được Thu Cầm. Lần này bất luận thế nào cũng không để cho cô ta ở lại Giang gia nữa. Kiến Hào và Lệ Hồng thật sự có qua lại với nhau sao? Lúc nãy không biết có bị Kiến Hào nhìn thấy không? Bọn họ có mục đích gì? Mẹ nuôi, sao mẹ ho dữ vậy?
Bệnh cũ mà, cứ đổi mùa là như vậy. Ho khó chịu quá đi. Mẹ nuôi, hình như lần này mẹ ho nặng hơn lần trước. Chắc là bị nhiễm phong hàn rồi mới vậy. Con thấy chúng ta tới bệnh viện khám bệnh đi. Bệnh viện à? Thôi đi, mẹ thà là tin vào thuốc trung y. Vậy tốt rồi. Con đang muốn mời một thầy trung y tới cho mẹ. Hay là bây giờ con đi mời đi, đại phu sẽ tới khám bệnh cho mẹ. Mẹ chờ nhé. Kiến Hào và Chí Hòa là hai đứa con hiếu thảo. Bây giờ mình không có yêu cầu gì hết. Cháu nội đã có rồi. Chỉ mong hai đứa con này có thể làm việc tốt, để sự nghiệp của Giang gia có thể phát triển hơn là được rồi. Không sao, chỉ là khí quản lão phu nhân không thích hợp với thời tiết. Lát tôi sẽ cho bà ấy uống thuốc làm ấm là được rồi. Cảm ơn ông đại phu. Đừng khách sáo, bây giờ trời lạnh, cố gắng giữ ấm cho lão phu nhân. Nếu bị nhiễm hàn thì phiền lắm. Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Hữu Thành, tiễn đại phu về. Đại phu, mời. Tôi về đi. Nếu có Thu Cầm ở đây thì tốt. Xuân Lan, con tới phòng phu nhân. Bây giờ lão phu nhân đang cần người phục vụ. Em đang sắc thuốc cho lão phu nhân. Suốt ngày cứ bị hối giống như quỷ vậy. Một mình em làm gì đủ thời gian. Xuân Lan, để chị sắc thuốc cho. Thiếu phu nhân, hai người mau qua đó coi mẹ cần gì. Ở đây để chị là được rồi. Đâu được, thiếu phu nhân gần tới ngày sanh rồi. Có thể sanh bất kỳ lúc nào. Còn để chị sắc thuốc vậy không được. Không sao, sinh con đâu phải trong tích tắc. Hơn nữa chị biết thói quen của mẹ, chị cũng biết phải sắc cho mẹ như thế nào. Hai người đi lo làm việc đi. Xuân Lan, lão phu nhân đang đợi kìa, mau đi thôi. Thiếu phu nhân, chị làm phiền chị. Đi. Mẹ, từ từ đã. Nào. Mấy ngày nay uống thuốc của đại phu trung y do Kiến Hào giới thiệu, khỏe nhiều rồi. Mẹ, sao mẹ ho dữ vậy? Không sao, bệnh cũ thôi. Mẹ, thấy mẹ khó chịu như vậy, con nghĩ con thà là chịu ho thay mẹ. Con khờ, con còn phải chăm sóc hai đứa con nữa, sao con có thể bệnh được? Nếu con phải vì thụ hiếu thụ trung, con không đi đâu được hết. Con sẽ ở bên cạnh mẹ. Mẹ biết. Phải rồi, mấy ngày nay đừng để hai đứa cháu ngoan của mẹ tới đây. Lão phu nhân, bà kêu con. Cô không ở đây chăm sóc cho lão phu nhân, cô đi tản bộ đâu vậy? Tôi không có đi tản bộ, tôi đang sắc thuốc cho lão phu nhân đúng giờ đúng giấc. Vậy sao giờ tới đây được? Vì thiếu phu nhân đang giúp tôi mới qua đây được. Thank you.
Lệ Hồng, Lệ Hồng, qua đi, qua đi, qua đi. Anh nói em biết. Làm như vậy có hiểu không? Vị thiếu phu nhân cô tìm tôi hả? Chị Thu Cầm, nè, ngồi xuống đi. Vị thiếu phu nhân, sau này đừng gọi em là vị thiếu phu nhân nữa. Thật là không phải. Chị Thu Cầm, em biết lúc trước mình không phải với chị, nhưng tục ngữ nói không phải người một nhà thì không vào cửa chính. Lúc trước không phải, hôm nay em rót trà mời chị. Có gì không phải, xin chị tha thứ cho. Vị thiếu phu nhân, đừng nói vậy. Chị Thu Cầm, chị nghe em nói, em thật sự hối lỗi với chị. Mẹ thường nói trong nhà phải sống hòa thuận vui vẻ, hơn nữa chúng ta lại có chung chồng, cũng nên xưng hô chị em và sống hòa thuận với nhau. Trừ phi chị không chịu tha thứ cho em, không bằng lòng nhận đứa em này. Không có, chị không có ý đó. Vậy ý của chị là tha thứ cho em rồi. Tốt quá. Sau khi mẹ bị bệnh, em mới phát hiện sự quan trọng của hòa khí trong gia đình. Chết rồi, mình còn đang sót thuốc trên bếp. Chị Thu Cầm, người trong Giang gia rất nhiều chuyện. Có người chuyên nói những tin đồn nhảm chẳng đâu vô đâu. Chị cũng biết anh họ Kiến Hào rất quan tâm em, thường tới phòng dạy em đạo làm người, khuyên em làm con dâu chân thành ở Giang gia. Nhưng rất nhiều người đồn bậy bạ, nói là hai tụi em qua lại với nhau. Mấy lời này em nghe nhiều quá rồi, nên cũng lười giải thích. Vị thiếu phu nhân, nếu cần làm chuyện ngay thẳng là không sợ người khác bịa đặt. Phải rồi, phải rồi. Chị Thu Cầm và anh họ đều là người có học vấn. Anh họ cũng nói như vậy. Chị Thu Cầm, lúc trước chị cũng bị hàm oan, cảm giác bị oan ức chị cũng biết rồi. Em tin chị không giống người ta dùng ánh mắt bỉ ổi vậy để hoài nghi em và anh họ, có phải không? Chị tin em. Chị Thu Cầm, bụng chị lớn vậy, sắp sinh rồi phải không? Vị thiếu phu nhân, chị sau này kêu em Lệ Hồng là được rồi. Được, Lệ Hồng. Chị không phải về sắc thuốc cho mẹ trong nhà bếp, chị phải về xem thử để thuốc khỏi bị khét. Được, em theo chị học cách sắc thuốc cho mẹ. Sau này chúng ta có thể hầu hạ mẹ rồi phải không? Phải đó. Đi thôi. Đợi đã, cẩn thận chút. Vừa đúng lúc. Mẹ nói thích uống đặc như vậy, có thể uống ít chút. Để em, để em, để chị làm quen rồi. Vậy được, coi chừng nóng đó. Để em lấy khăn lau. Cảm ơn. Chị mang cho mẹ uống đi. Chị nghĩ chị đi không tiện lắm. Không sao đâu, chị đi với em nhé. Chị tốt với mẹ như vậy, bụng lớn như vậy còn sắc thuốc cho mẹ. Nếu mẹ có hiểu lầm chị thì cũng sẽ nhớ tới tình cũ. Hơn nữa công chừng sẽ gặp được Chí Hòa ái cháu ấy Lệ. Đi chung đi. Nếu Chí Hòa và mẹ nhìn thấy tình cảm hai chúng ta tốt như vậy sẽ vui mừng lắm đấy.
Căn thuốc hôm nay là do chị Thu cầm sắc cho mẹ. Chị ấy rất quan tâm đến bệnh của mẹ, còn dẫn chị ấy tới thăm mẹ đây. Mẹ, mẹ không sao, bệnh cũ thôi. Ngồi đi. Mẹ, là con không phải, không để ý đến chuyện thay đổi thời tiết làm mẹ bị bệnh. Không trách con được. Mẹ, mẹ, mẹ uống thuốc trước đi. Muốn nói gì thì đợi khỏe bệnh rồi hãy nói. Mẹ nuôi, đại phu tới khám bệnh cho mẹ đi. Anh họ, sao anh không cẩn thận vậy? Thu cầm chăm chỉ sắc thuốc, anh để đụng đổ đi. Mẹ còn đợi để uống kìa. Mẹ nuôi, con xin lỗi, con không cố ý. Đợi đã. Tôi thấy trong thuốc này có một chút thạch tín. Con không có. Thu cầm, con muốn hạ độc giết ta. Con làm ta thất vọng quá. Mẹ, con không có, con thật sự không có. Lão phu nhân, thiếu phu nhân không làm chuyện vậy đâu. Phải đó lão phu nhân. Đại phu, ông xem kỹ đi, có lầm không? Tôi không nhìn lầm đâu. Mẹ, con tin chị Thu cầm. Chị không có ý hại mẹ đâu. Sắc thuốc, rót thuốc ra đều do chính tay chị làm, tuyệt đối không có bàn tay người khác xem vào. Con tin chị hoàn toàn hiếu thảo với mẹ. Phải, nó muốn hại chết ta. Đương nhiên là phải làm một mình rồi. Mẹ nuôi, ngoài Thu cầm ra, hình như không có ai khác động vào sư thuốc hết. Tôi, mẹ, con thật sự không có. Con thấy nhất định là có hiểu lầm gì đó. Con rất kính trọng mẹ. Con tuyệt đối không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được. Mẹ hãy tin con. Phải phải, chị Thu cầm không có hận chuyện lúc xưa mẹ đuổi chị ấy đi. Sau đó đuổi chị đến hậu viện, không cho chị tiếp xúc với ái châu ái lệ. Chị Thu cầm nói chị không tính toán gì hết, không oán hận. Chị còn nói sẽ có ngày mẹ tin nỗi khổ của chị. Phải mà, phải mà. Ta hiểu nỗi khổ của nó. Nó muốn hại chết ta. Cô ác độc quá mà. Mẹ, cho dù chị Thu cầm hạ độc, mẹ cũng nên cho chị một cơ hội đi. Còn tin lần sau chị sẽ không dám nữa. Mẹ nuôi, Thu cầm sắp sinh rồi. Tôi không biết đứa bé trong bụng cô ấy là con của ai, nhưng bây giờ đuổi cổ đi hình như không phải lắm. Cút đi, cút đi. Mẹ, cô muốn làm ta tức chết mà. Cô muốn làm ta tức chết mà. Cút đi. Mẹ, mẹ, không ai được cầu xin cho nó nữa. Cút đi, cút đi. Mẹ, lão phu nhân. Mẹ nuôi, lão phu nhân. Mẹ nuôi. Phẫu thành, mau tìm thiếu gia về đây mau lên. Dạ, lão phu nhân. Mẹ, mẹ không được có chuyện gì đó. Mẹ nuôi, mẹ nuôi, thiếu gia sắp về rồi. Mẹ nuôi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Hình như sắp sinh rồi. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, Hữu Thành, không phải anh đi tìm chiếu quà rồi sao? Thiếu phu nhân, tôi vừa tới cửa hàng thì thấy không phải, nên mau về đây nói cô biết. Tôi thấy có người đang hại cô. Cô lập tức rời khỏi đây thì tốt hơn. Lúc nãy tôi cũng nghĩ tới vấn đề này. Mấy ngày trước, lúc tôi sắc thuốc cho mẹ vẫn còn đang quan mà. Hôm nay đột nhiên Lệ Hồng gọi tôi đến phòng cô ấy nói chuyện hối lỗi cả buổi. Kết quả là có thuốc độc. Tôi càng nhìn càng thấy anh em họ có vấn đề. Bây giờ tình hình rất nguy hiểm, không thể ở đây được nữa. Cô tới nhà Minh Nguyệt đi. Không được. Bây giờ mẹ đang bệnh, sao tôi có thể đi được? Thiếu phu nhân, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Nếu lão phu nhân tỉnh lại, chắc chắn sẽ đuổi cô đi.
Cô sắp sinh con rồi. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, ai bảo vệ được tính mạng cô và đứa bé? Còn không nhân cơ hội này, lúc mọi người đang lo cho lão phu nhân, mau rời khỏi đây bình an, sinh đứa bé ra đời. Sau này cô hãy tính toán sau. Tiểu phu nhân, nhất định có người đang muốn hại cô. Tôi lo cô ở Giang Gia sinh con ra xong. Nếu sinh con trai thì càng nguy hiểm hơn. Thời gian gấp rút, cô phải lập tức rời khỏi đây, đến nhà Minh Nguyệt sinh con. Như vậy mới có cơ hội bảo vệ tính mạng. Tiểu phu nhân, tiểu phu nhân, cô thu dọn đi, chúng ta đi cửa sau. Hữu Thành, tôi không yên tâm cho mẹ. Anh mau tìm chiếc quà về đi. Tôi tự đi một mình. Cô biết tiệm mai của Minh Nguyệt ở chỗ nào không? Nếu tìm không được, tôi có thể hỏi người ta mà. Tôi không sao đâu. Anh mau tìm chiếc quà đi. Mau lên. Cô đi một mình được không? Được. Vậy tôi đi tìm thiếu gia đi. Thiếu phu nhân, cô phải bảo trọng đó. Tôi sẽ tới chỗ Minh Nguyệt bất kỳ lúc nào. Hữu Thành, anh mau đi đi. Con yêu, con phải đợi mẹ tới chỗ dì Minh Nguyệt rồi mới được ra nha. Minh Nguyệt, kỳ lạ, sao kim bị gãy? Chẳng lẽ có điện báo không tốt sao? Đại phu, cảm ơn. Đừng khách sáo. Cảm ơn anh đã tới. Nếu không sẽ không thể lường được hậu quả. Chuyện nên làm thôi. Mẹ tôi sao rồi? Không sao chứ. Trước mắt lão phu nhân đã ổn định nhiều rồi. Nhưng đừng để bị kích động nữa. Tim của lão phu nhân vốn không khỏe, lại xảy ra chuyện, nếu hư huyết quản thì không được. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Hữu Thành, tiễn khách. Kêu anh đi sao còn không đi? Mời. Cảm ơn. Thu Cầm đâu? Chiêu Hòa, lúc nãy mọi người đang lo cho bệnh tình của mẹ nuôi, còn mày chú ý Thu Cầm đi đâu hết? Chắc là về phòng rồi. Lúc nãy tôi thấy Xuân Lan đi tìm cô ấy rồi. Thiếu phu nhân không thấy đâu hết. Thiếu phu nhân không thấy đâu hết. Thiếu gia, cô nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy em đi tìm thiếu phu nhân, em tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy chị ấy. Có lẽ bây giờ thiếu phu nhân không còn ở Giang Gia nữa. Sợ là Thu Cầm chột dạ nên bỏ chạy rồi. Cô ta thật là ngốc. Mẹ chỉ hoài nghi cổ, chứ chưa khẳng định là cổ hạ độc. Sao lại vội vàng bỏ chạy? Tại sao hả?
Cô lập tức kêu tất cả mọi người tìm thiếu phu nhân về đây. Đi. Minh Nguyệt, tiệm mai của Minh Nguyệt ở chỗ nào? Con ơi, con hãy đợi mẹ.